Trong video này mình sẽ giới thiệu các bạn ấy đến với một cái lỗi hay thường gặp của những người mới học chơi hoặc là cái cách chơi làm sao để cho mọi người được lưu loát trong cái phần vắt luồn tay. Thì cái lỗi các bạn thường hay gặp đó là cái phần cổ tay, khi các bạn vắt ngón thì các bạn thường xoay cổ tay như này. Thì như vậy thì nó sẽ làm cho mình rất là khó chính xác và không chơi lưu loát được. Đó, cái này các bạn làm thường hay bị xoay như này. Đó. Vậy cách chơi đúng là như nào? Các bạn nhìn mình làm chậm lại nhé. Khi luồn ngón tay này, các bạn luồn vào trong như này. Đó. Hoặc là khi ngược về này, các bạn chỉ vắt sang như này, chứ không xoay cổ tay như này. Đưa ngón tay ngón con cái luồn vào trong tiếp, nhắc lại xoay cái cổ tay sang hướng này như này. Đấy, có nhiều người là xoay cổ tay ra như này. Làm cái cách đó là làm bị lỗi. Các bạn làm chính xác, các bạn phải vắt giữ nguyên thẳng cái phần này. Các bạn chỉ có vắt qua như này. Đó. Ok.